chào toàn thể anh em Kiva Dojo trên toàn quốc. Cửa hàng audio 7 chúng em hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa đến từ Mỹ. Đôi loa này thì em bán với dạng thanh lý thôi, do nó có một cái lỗi nhỏ nên em sẽ thanh lý, và một cái ampli Victor AX900. Còn Victor này thì nó cũng khá thông dụng trên thị trường nên anh em cũng biết rồi nha. Em vừa mở volume nhỏ lại đó, tiếng bass đôi lo này rất là lực, rất là lo này nó là dạng lo tranh, chiều sâu nó chỉ 17 cm và chiều ngang nó chỉ vào khoảng 46 cm, nó cao 92 cm nha. Thì cái chiều sâu nó ngắn thì nó bù lại được cái chiều ngang và cái chiều cao. Đôi lo này có tên là Infinity Modem ES300. Đôi lo này được trang bị một chép polycell, chép đơm và một nhâm đơm polycell rất to nha. Nhâm này nó khoảng 7-8 cm và một bát 25 cm, bát thật và một bát đệm 30 cm. Về sơ lược cái lo này thì anh em thấy cũng đã thấy cái chép polycell và cái nhâm polycell này nó sẽ chỉ được trang bị trên những dòng lo cao cấp của hãng Infinity, ví dụ như cấp 36, cấp 37, những đôi lo thuộc hàng cao cấp giá khoảng 10 mấy triệu đồng, giá trên 15 triệu đồng, những đôi lo như thế. Thì cặp lo này nó cũng được trang bị như vậy, thì anh em cũng biết cái nó cũng là thuộc cái dòng không phải là dòng thấp nha, từ trung đến cao cấp. Cặp lo này thì em nhập vào giá đã gần 7 triệu, em nhập gần 7 triệu anh em lưu ý nha. Nó bị một số cái lỗi nhỏ, bị một cái lỗi nhỏ thôi chứ không phải là một số. Cặp lo này thì còn đẹp tuyệt vời góc cạnh luôn, rất đẹp nha. Đây anh em quan sát đây, em quay chậm cho anh em xem, rất đẹp luôn. Một quách thì còn đẹp tuyệt vời. Đây cái lỗi nhỏ là chỗ này, nó bị một vết này. Cái này là do một anh em của cửa hàng bên em lúc tháo cái bát này ra để làm để đi mà là dán cái viền mút này lại, do viền này nó mọc rồi, trong lúc tháo anh lỡ tay cái vít đó nó chọt vào, không chọt vào cho nên là cái chỗ này nó bị dạng nó rách nhưng mà nó còn dính liền thịt, anh em hiểu ha, chứ không phải là lủng bỏ, có nghĩa là rách nhưng mà nó dính liền thịt. Và em trong lúc làm em trong lúc cho thợ nó làm viền đấy, thì em cho nó xử lý lại cái này luôn, có nghĩa là anh em mang và xài 10 năm nó luôn, em bao cho anh em 10 năm nữa, bao cho anh em xài vĩnh viễn chứ không phải 10 năm nữa. Cái bếp này thì nó không ảnh hưởng đâu, tại vì cái màng nó còn nguyên hết, lo nguyên riêng hết luôn từ trên xuống dưới. Và thì nó như thế, em sẽ thanh lý với giá là 5.600.000 đồng cho một đôi lo Infinity cực đẹp như thế này. Nó bị quá nhỏ thôi, nếu mà anh em mua về thì có thể là nó bị một quá đường vậy thôi, nhưng mà nó liền thịt, nó không mất thịt nha. Anh em có thể là ABCD này nọ thì tùy anh em kích lo, anh em làm cái gì cũng được. Nhưng mà nói cái chép polycell và cái nhâm polycell nó to như thế này, to như vậy thì nó cũng tốn tiền rồi. Lo thì còn cực kỳ đẹp luôn, hai số series liền nhau luôn, lo đúng cặp luôn. Cặp lo này góc cạnh còn đẹp tuyệt vời. Đây số series của em nó đây, 4
0979420. Và đây cái tem Infinity ở dưới đây, USA nha, đồng Mỹ rồi. Và bên đây góc cạnh còn đẹp tuyệt vời. Số series của em ở đây 479419, hai số rồi ghi liền nhau nha. Và tem Infinity nằm dưới đây, tấm của ta. Tầm 5 triệu mấy thì anh em có thể sở hữu được đô lo cao cấp rồi ha. Đô lo này nếu thị trường bán ra chắc khoảng tầm gần 9 triệu. Bass đánh rất lực anh em, lực mà sâu do nó có bass đệm. Anh em khỏi phải lo về cái độ mỏng của nó em nói, vì nó bù lại là nó được cái chiều cao và cái chiều ngang nó rất là lớn. Và cái sản phẩm thứ hai là con âm ly Victor AX 900. Con này đánh 4 con domino, 4 con domino nằm, 4 domino to. Con này rất là dễ ghép lo, đánh hợp rất rất nhiều dòng lo. Con này thì cũng có một vị khách mang lại cửa hàng em. Con Victor này em thanh lý với giá là 2.200.000 đồng. Anh em rất đẹp nha anh em, con này quất còn rất đẹp luôn. Anh em quan sát còn rất đẹp, chỉ 2.200.000 đồng thôi anh em đã sở hữu được một con âm ly, một con âm ly Nhật đánh 4 domino. Đây phía sau của em nó cũng còn rất đẹp luôn, không có xét không có gì hết trơn á. Công suất của em nó lên đến 225W nha, giá 2.200.000 thôi, quá rẻ. Cái vàng này nó có 7 triệu mấy à, 7 triệu mấy sở hữu được một cái vàng có thể nói là tầm trung cấp chứ không phải là tầm thấp đâu, lo là tầm gần cao luôn ấy. Rồi em thông báo chi tiết anh em như vậy thì những cái chi tiết em đã báo hết rồi, thì giá em cũng đã báo rồi, thì anh em nào mà ưng ý thì alo em nha. Giá này là em tính rất hữu nghị luôn, cho anh em mua về trưng Tết hoặc xài Tết. Cái lo này thật sự nếu mà người ta nhìn sơ qua người ta chỉ tưởng là cái vết dơ thôi chứ không phải là cái vết nó như vậy đâu. Lo nhìn rất là gấu rất đẹp nha anh em, trưng bày cũng rất đẹp luôn. Rồi em xin chào tạm biệt anh em đăng ký kênh để xem được nhiều sản phẩm mới của cửa hàng Audio 7 An Giang đăng tải lên mới nhất nha. Và nhấn subscribe để cửa hàng chúng em có nhiều động lực để săn hàng để đăng tải lên cho anh em thưởng thức. Thì hôm nay thì đây tới chiều em sẽ có một vài cái sản phẩm để thanh lý cho anh em, thì nói chung nó bị lỗi lặt vặt như vậy do vận chuyển rồi do này nọ thôi. Rồi em sẽ thanh lý để anh em về dùng anh em. Rồi xin thân chào anh em nha.